Chào các bạn nha, những con diều đã được đậu. Đây. Con này là dễ nhất. Con này dễ nhất, con này dễ nhì. Và con này dễ ba. Những con diều đẹp. Đây, những con diều đẹp đây. À, còn một con nữa chưa đem lên hả? Đây, chúng tôi xin trân trọng kính mời đại diện của công ty mắm Khí Hải sẽ trao 6 giải khuyến diều đặc giải khuyến khích. Sáu giải. Mấy người phía sau chúng ta kính chúc mấy người cho nhau lấy kỷ vật. Thôi, lại trao giải nha. Đây, giải khuyến khích 500.000 đồng. 500.000 đồng thuộc về anh hai là công ty mắm Khí Hải. Dạ, một bạn của Cần. Rồi, bạn Cần. Giải dù đẹp, xuất sắc. Anh Nhẫn ơi. Rồi, 7 nha. Dạ, bạn Sơn. Em ơi. Dừng cái rồi, chờ xíu rồi lên. Rất đẹp. Rồi, một con nữa. Đây, đây, cho cái khuyến khích cho cái công việc này luôn. Rồi, trao cờ luôn. Giải khuyến khích 500 nghìn. Rồi, trao cờ luôn. Đây, bóng cờ tay thật lớn. Chúc mừng 6 người đang giải khuyến khích. Vâng. Xin cảm ơn và xin mời con nhiều 06 và 36 đứng lại luôn. Đây này chúng ta bước ra. Quá đông. Chúng ta thấy con diều 36, con diều hết sức là ý nghĩa. Và con diều này là cũng từ một người dân chúng ta làm xong rồi chúng ta vẽ. Nó có những cái hình là tượng của cái biểu tượng của chính công rất là đẹp. Do vậy thì diều này ban giám khảo và ban tổ chức thống nhất chọn diều này là diều có ý nghĩa và trong cái lễ hội chính công chúng ta rất là nhiều. Và sau đây chúng tôi cũng xin mời đại diện mắm Khí Hải sẽ trao giải con diều coi như là gọi là hoa hậu diều á. Hoa hậu diều che mất cái đàn rồi, dần cao cầm cái bảng cao lên, cầm bảng cao lên che mất cái đàn rồi. Bạn rồi, bắt
bạn nào muốn chụp hình với con diều hôm nay thì quý ông đứng vào sân khấu nha. Rồi, ok. Chị câu quá đẹp. Rồi, anh nha. Ba ba. Và nhiều đạt giải nhất là nhiều số 21. Sau đây chúng tôi xin trân trọng kính mời ông Lâm Văn Hồng, chủ tịch ủy ban dân huyện Long Điền sẽ trao giải thưởng cho những con diều đạt giải nhất. Rồi trao giải, giải này là giải ba, trao giải ba. Giải nhất. Chúc mừng cho ba nghệ nhân chúng ta đạt giải nhất gì ba. Và xin cảm ơn ông Lâm Văn Hồng, chủ tịch ủy ban nhân huyện Long Điền, trưởng ban tổ chức lễ hội Xuân Cương, xin một lần nữa xin cảm ơn. Kính thưa quý vị, vậy là lễ hội thả diều cũng xin thông báo đây là một lần đầu tiên chúng ta tổ chức, cho nên trong quá trình chúng ta tổ chức vẫn càng nhiều mong tất cả chúng ta thông cảm, và ban tổ chức chúng tôi sẽ rút kinh nghiệm cho những cái đợt sau, và chúng ta sẽ tiếp tục để chúng ta làm cho nó tốt hơn. Khách đến quá đông tại Vinh Cô Long Hải. Quá đông rồi các bạn ơi, khách đến đông lắm rồi. Rồi chào tất cả các bạn nha, mừng chiến thắng. Rồi cảm ơn các bạn đã theo dõi, bye bye.